Dạ vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhất Long Audio. Có địa chỉ là ngõ 14 Mễ Trì Hạ Lam, Từ Liêm, Hà Nội. Và đây là một trong những kênh chuyên test và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và cũng như quý vị và các bạn có yêu quý kênh thì cho em xin một nút đăng ký ở góc phải bên màn hình để được nhận những video hay là sản phẩm mới nhất của bên em. Và tiếp tục trong video clip ngày nay, cửa hàng bên em hãy lên sóng cho quý vị và các bạn một chiếc âm ly đài của hãng Sansui, có model là G7700. Và chiếc ly này về với cửa hàng bên em là trong tình trạng là đẹp xuất sắc các bác nhé. Còn zin tuyệt đối ạ, hoạt động được đầy đủ tất cả các chức năng. Và sau đây em cũng sẽ quay cận cảnh cũng như từng chi tiết độ sắc nét của chiếc ly cho quý vị và các bạn được xem cũng như là được chiêm ngưỡng. Và chiếc ly này được thiết kế với là mặt phay nhôm trắng là sức ngang các bác nhé. Cũng như là các bác đã thấy là chiếc ly còn rất là mới, rất là đẹp các bác nhá. Cũng không mặt là cũng không một vết xước, lông mèo, lông chuột gì luôn ạ. Và em cũng sẽ cố gắng quay cận cảnh cũng như chậm thật chậm rãi để cho các bác được xem cũng như độ đẹp của chiếc ly này. Cũng như các bác đã thấy là các lốt tinh chỉnh còn rất là mới, rất là sáng luôn nha các bác nhá. Và chiếc ly này được thiết kế với là vỏ gỗ các bác nhá. Vân gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và vỏ gỗ thì là zin theo máy các bác nhá, vỏ gỗ zin ạ. Và bên trên là được thiết kế với là tấm lưới tản nhiệt các bác nhá. Cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và em cũng sẽ quay cũng như là toàn thể cận cảnh hơn để cho các bác được xem. Và bên sau, đằng sau cũng như là phần thông số của chiếc âm ly này các bác nhá. Âm ly Sansui có model là G7700. Và chiếc ly được sử dụng là đa cầu điện các bác nhá. 100, 120 và 220 và 240V. Và cửa hàng bên em là đang sử dụng với cầu điện là 220V các bác nhá. Và 50-60Hz. Và công suất con âm ly này là cực kỳ là khủng long các bác nhá. 430W ạ. Và đặc biệt là nó cũng có thể đánh được hai cầu loa cùng một lúc các bác nhé, AB hoặc là A cộng B. Và cũng như là đây là cái tấm cái anten của FM và AM các bác nhé. Đây là các cổng vào của tín hiệu ạ. Âm ly thì cực kỳ là đẹp các bác nhá. Và cũng như là cửa hàng bên em là đang để cho các bác với giá là 21 triệu các bác nhá. Chỉ có 21 triệu thôi ạ. Và cũng như là các bác nào có ở gần quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua số nhà 147 ngõ 14 Mễ Trì Hạ Lam, Từ Liêm, Hà Nội được xem trực tiếp tại cửa hàng bên em. Và cũng như là các bác có ở xa có thể vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0354458, có thể chuyển khoản cho bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho các bác nha. Và cũng như video clip này em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.